xin lỗi, trung học cơ sở Định Hòa. Trận tứ kết thứ nhất trong trang phục vàng xanh là trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Chào mừng cả nhà đến với Thầy Duy Vlog. Đây là hôm nay chúng ta có mặt tại nhà thi đấu trường trung học cơ sở Nguyễn trung học cơ sở Định Hòa. Trận tứ kết thứ nhất trong trang phục vàng xanh là trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Trong trang phục đỏ trắng xanh là trung học phổ thông Thanh Tuyền. Điểm đầu tiên cho Thanh Tuyền 1-0. Một điều, hai pha bỏ nhỏ liên tiếp. Có cảm giác cái lưới này nó hơi bị nghiêng cái này. Đúng không? Hai, ba. Lại là trúng không? Ở giải năm nay số 12 còn là những vận động viên hay. Nguyễn An Ninh có số 12, Minh Huy, Bến Cát hình như cũng có số 12, Thanh Tiền có Tuấn Phong, Phước Hòa có Quốc Lâm. Đội Nguyễn Huệ số 12 là Truyền 2. 8-3. Nguyễn Huệ xin hỏi lần thứ nhất trong ván đấu thứ nhất.
Đó, thời gian hủy. Hai đội tiếp tục. Thanh Tiền nó dẫn 9-3. Tuấn Phong tiếp tục phát bóng. Phát vào chỗ không người luôn. Lại đập ở ngoài. 11-3. Xin nhắc lại cùng cả nhà, đây là trận tứ kết nha, giành quyền vào bán kết. Nhưng nhiệt độ trên sân vẫn rất là thấp, chưa có tăng nhiệt độ được. 14-1, 15-1. Bóng ngoài. 5-15. 12 phát bóng. Thái Quý vừa tấn công bằng tay trái. 16-5. Gia Bảo. Bảy năm. Ê, trời ơi. Bóng trong sân. Nhìn lực của Quang Huy đánh giống như là tập lực ép cân cách đây khoảng tuần lễ á. Cái bò yếu quá. Nguyễn Huệ thay Bành Nguyên. 11 ra, số 9 vào. Thay Huy phát bóng. Tuấn Phong trở lên hàng trên. Không hiểu ý nhau, không biết là chuyện gì đang diễn ra nữa. Các vận động viên Nguyễn Huệ phối hợp khá là tệ, toàn là bỏ bóng không. Và phối hợp có nét đầu tiên nhưng vẫn không qua được chắn của Tuấn Phong. 22-7.
Lụm trái banh lên. Đẹp của Tuấn Phong nhưng hậu lại không tận dụng được, đánh ngoài. 8-24. Tay rồi. Tới 24 tay rồi. Trả lời của số 6. Có vậy chứ, vậy nó mới có khí thế rồi chứ. Kết thúc trận đấu thứ nhất, Thanh Tiền giành chiến thắng 25-10. Hy vọng trong thời gian giữa hiệp 1 và hiệp trận đấu thứ hai, Nguyễn Huệ sẽ thay đổi được cục diện trận đấu để cho trận đấu diễn ra hay hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Tới đây lại sẽ subscribe ủng hộ thầy GB Lock bóng chiều độc lạ.